Tứ đại mỹ nhân của Việt Nam thời phong kiến gồm những ai? Họ là các bậc mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần, cầm kỳ thi họa nổi bật. Hơn thế, họ còn góp phần to lớn trong việc hưng vong của một vương triều. 1. Công chúa Huyền Trân. Huyền Trân công chúa sinh năm 1287, mất năm 1340, là một công chúa đời nhà Trần, con gái của vua Trần Nhân Tông và là em gái vua Trần Anh Tông. Vào năm 1293, Trần Nhân Tông sau khi truyền ngôi cho con lui về làm Thái Thượng Hoàng. Ngay sau đó, Thái Thượng Hoàng nhận được lời mời du ngoạn đến Chiêm Thành. Để duy trì mối quan hệ hòa hiếu với Chiêm Thành, Trần Nhân Tông đã hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân và đòi sính lễ là Hai Châu Ô Lý. Nhưng công chúa Huyền Trân lấy chồng vừa được một năm thì Chế Mân chết. Hoàng hậu theo tục lệ phải lên sàn hỏa thiêu chết cùng vua. Sợ em gái bị tổn thương, Trần Anh Tông sai Trần Khắc Trung tới Chiêm Thành cứu Huyền Trân về. Trần Khắc Trung vờ sang viếng tang tìm cách cứu Huyền Trân. Trần Khắc Trung bày kế thành công cứu được Huyền Trân đưa xuống thuyền về Đại Việt bằng đường biển. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại, Huyền Trân và Trần Khắc Trung lại có một mối tình tuyệt đẹp khi con thuyền lênh đênh trên biển suốt hơn một năm trời. Khi Huyền Trân về đến Thăng Long, theo di mệnh của Thượng Hoàng Nhân Tông, công chúa đầu ra Phật giáo ở núi Châu Sơn nay thuộc Bắc Ninh. Vào năm 1309, dưới sự ấn chứng của quốc sư Bảo Pháp, công chúa Huyền Trân mất ngày mồng 9 tháng Giêng năm Canh Thìn, tức năm 1340. Dân chúng quanh vùng thương tiếc và tôn bà là thần mẫu và lập đền thờ cạnh chùa Nội Sơn. Các triều đại sau đều sắc phong bà là thần hộ quốc. Vua triều Nguyễn ban chiếu đền ơn công chúa trong việc giữ nước giúp dân có nhiều linh ứng, nâng bậc tăng là trai Tĩnh Trung đắng thần. 2. Công chúa An Tư. An Tư công chúa còn gọi là Thiên Tư công chúa hay An Tư Thái Trưởng công chúa là một trong hai vị công chúa nổi tiếng nhất lịch sử nhà Trần. Vì các cuộc hôn nhân mang tính trọng đại cùng với Huyền Trân công chúa. Theo sử sách chép lại, công chúa là con gái út của Trần Thái Tông. Theo thân phận, công chúa là em gái của Trần Thánh Tông và là cô ruột của Trần Nhân Tông. Bà nổi tiếng trong việc kết hôn với Trần Nam Vương Thoát Hoan, giữ cho quân Trần rút lui an toàn trong chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt lần 2 vào năm 1285. Kết cục của bà đến bây giờ vẫn là đề tài bàn luận của các sử gia. Cuộc đời của công chúa An Tư được ghi chép rất ít. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên chỉ ghi tháng 2 năm Ất Dậu sai người đưa công chúa An Tư, em gái út của Thánh Tông đến cho Thoát Hoan là muốn làm thư giãn loạn nước vậy. Việt sử tiêu án của Ngô Thị Sĩ cũng chỉ sơ lược. Thoát Hoan lên sông Nhĩ Hà, cột liền bè vào làm cầu, cho quân qua sông. Quân ta theo hai bên sông lập đồn để cự lại không được. Ngày đã về chiều, quân giặc qua được sông vào kinh thành. Vua sai đưa Thiên Tư công chúa cho chúng để thư nạn cho nước. Đầu năm Ất Dậu 1285, quân nhà Nguyên đã đánh tới Gia Lâm vây hãm Thăng Long. Thượng Hoàng Thánh Tông và vua Nhân Tông đã đi thuyền nhỏ ra vùng Tam Trĩ, còn thuyền ngự thì đưa ra vùng Ngọc Sơn để đánh lạc hướng đối phương. Nhưng quân Nguyên vẫn phát hiện ra. Ngày 9 tháng 3 cùng năm, thủy quân Nguyên đã bao vây Tam Trĩ, suýt bắt được hai vua. Chiến sự buổi đầu bất lợi, tướng Trần Bình Trọng lại hy sinh ở bờ sông Thiên Mạc. Trước thế mạnh của đối phương, nhiều tôn thất nhà Trần như Trần Kiện, Trần Lộc, kể cả hoàng thân Trần Ích Tắc đều quy hàng. Chi hậu cục thủ Đỗ Khắc Trung được sai đi sứ để làm chậm tốc độ tiến quân của Nguyên, nhưng không có kết quả. Trong lúc đó, cần phải có thời gian để củng cố lực lượng tổ chức chiến đấu. Bởi vậy, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông bất đắc dĩ phải dùng đến kế mỹ nhân.
tức sai người dâng em gái út của mình cho tướng Thoát Hoan để tạm cầu hòa. Sau, quân Trần bắt đầu phản công, quân Nguyên đại bại. Trấn Nam Vương Thoát Hoan, con trai của Hốt Tất Liệt, đã phải chui vào cái ống đồng để lên xe bắt quân kéo chạy về phương Bắc. Chiến thắng, hoàng tộc Trần làm lễ tế lăng miếu, khen thưởng công thần. Nhưng không ai nói đến An Tư công chúa. Không rõ công chúa còn hay mất, được mang về Trung Quốc hay đã chết trong đám loạn quân. Trong cuốn An Nam Chí Lược của Lê Tắc, một thuộc hạ của Trần Kiện theo chủ chạy sang nhà Nguyên, sống lưu vong ở Trung Quốc, có ghi: trước thái tử, tức chỉ Thoát Hoan, lấy người con gái nhà Trần sinh được hai con. Người con gái họ Trần này có thể là công chúa An Tư. Tuy nhiên, chưa có chứng cứ rõ ràng khẳng định điều này. 3. Công chúa Ngọc Hân. Lê Ngọc Hân sinh năm 1770, mất năm 1799, còn gọi Ngọc Hân công chúa hay Bắc Cung Hoàng hậu, là công chúa nhà hậu Lê và hoàng hậu nhà Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam, vợ của vua Quang Trung tức Nguyễn Huệ. Lê Ngọc Hân sinh ngày 27 tháng 4 năm Canh Dần, tức năm 1770, tại Kinh Thành Thăng Long. Bà là con gái thứ 9 của vua Lê Hiến Tông. Mẹ bà là Chiêu Nghi Nguyễn Thị Huyền, là người xã Phủ Ninh, Tổng Hạ Dương, Phủ Từ Sơn, Bắc Ninh, nay là xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội, và là con gái trưởng của ông Nguyễn Đình Gai. Tháng 5 năm 1786, tướng nhà Tây Sơn là Nguyễn Huệ ra Bắc với chiêu bài phù lê diệt Trịnh. Diệt xong họ Trịnh, Nguyễn Huệ tới yết kiến vua Hiến Tông. Do sự mai mối của tướng Bắc Hà vào hàng Tây Sơn là Nguyễn Hữu Trịnh, Ngọc Hân vâng lệnh vua cha kết duyên cùng Nguyễn Huệ. Khi đó bà mới 16 tuổi, còn Nguyễn Huệ 33 tuổi. Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế trước khi ra Bắc lần thứ ba để diệt quân Thanh, lấy niên hiệu Quang Trung, phong Ngọc Hân làm hữu cung hoàng hậu. Năm 1789, sau khi đại thắng quân Thanh, Nguyễn Huệ lại phong bà làm Bắc Cung hoàng hậu. Bà có hai con với Nguyễn Huệ là công chúa Nguyễn Ngọc Bảo và hoàng tử Nguyễn Quang Đức. Năm 1792, Quang Trung đột ngột qua đời. Quang Toàn là con bà chính cung hoàng hậu Phạm Thị Liên, tức Bùi Thị Nhạn, lên thay, tức là Cảnh Thịnh Đế. Theo bài Danh Nhân Lê Ngọc Hân của Chu Quang Trứ, Lê Ngọc Hân đưa con ra khỏi cung điện Phú Xuân, sống trong chùa Kim Tiền Dương Xuân ở Huế, cạnh điện Đan Dương để thờ chồng nuôi con. Bà gượng sống đến ngày mùng 8 tháng 11 năm Kỷ Mùi, tức ngày mùng 4 tháng 12 năm 1799 thì mất, lúc đó mới 29 tuổi. Ngày 18 tháng 11 năm Tân Dậu, tức ngày 23 tháng 12 năm 1801, hoàng tử Nguyễn Quang Đức mất khi mới 10 tuổi. Rồi ngày 17 tháng 4 năm Nhâm Tuất, tức ngày 18 tháng 5 năm 1802, công chúa Ngọc Bảo cũng mất khi mới 12 tuổi. 4. Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng sinh năm 1218, mất năm 1278, còn gọi là Lý Phế Hậu hay Chiêu Thánh Hoàng Hậu, vị hoàng đế thứ 9 và cuối cùng của triều đại nhà Lý từ năm 1224 đến năm 1225. Trong lịch sử Việt Nam, bà là vị nữ hoàng đầu tiên và duy nhất. Đặc biệt hơn là được chính phụ hoàng Lý Huệ Tông gia trì truyền ngôi. Dù bên trong là sự sắp đặt đầy cưỡng ép của điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ, hiện đang nắm quyền lực trong triều. Năm 1225, Chiêu Hoàng được Trần Thủ Độ sắp xếp nhường ngôi cho Trần Thái Tông. Triều đại nhà Lý cai trị Đại Việt hơn 200 năm đã chính thức kết thúc. Sau khi nhượng vị, Chiêu Hoàng trở thành hoàng hậu của Thái Tông cho đến khi bị phế truất vào năm 1237. Vì bấy giờ bà không sinh được con nối dõi, hiến từ Thuận Thiên hoàng hậu, người kế vị ngôi hoàng hậu sau đó chính là chị ruột của bà. Sau năm 1258, bà tái giá lấy Lê Phụ Trần,
một viên tướng có công cứu giúp Thái Tông. Hai người cùng sống với nhau hơn 20 năm và sinh được một trai, Thượng Vị Hầu Lê Tông, và một gái, Ứng Thủy Công Chúa Ngọc Khuê. Bà qua đời ngay sau Thái Tông khoảng một năm. Các vua Trần cưới chị em họ để hóa giải mối quan tình. Hôn nhân của các vua Trần được coi là đặc biệt trong lịch sử Việt Nam vì xu hướng chủ đạo là kết hôn với người trong họ. Trong số 11 vua Trần, trừ Trần Thiếu Đế quá nhỏ lập hoàng hậu thì có 9 người chọn chính cung là người cùng họ. Ngoài việc để củng cố quyền lực tránh họa ngoại thích thì các mối duyên thời kỳ đầu còn nhằm để hóa giải mối oan tình giữa hai nhánh. Mối oan tình này do Trần Thủ Độ gây ra khi ông ép vua Trần Thái Tông phải bỏ Lý Chiêu Hoàng để kết hôn với người chị họ, chị vợ và oan nghiệt nhất là chị dâu Thuận Thiên Công Chúa. Trước đó, Thuận Thiên Công Chúa là vợ của An Sinh Vương Trần Liễu, và khi bị đưa vào cung thì Thuận Thiên Công Chúa còn đang mang trong bụng thai nhi 3 tháng là con với Trần Liễu. Trong vụ hôn nhân gượng ép giữa Trần Thái Tông và Thuận Thiên Công Chúa thì Trần Liễu là người có lý do căm hận nhất khi mất cả vợ và con trong bụng. Sau khi Quốc Khang ra đời thì nhận Trần Thái Tông là cha. Vì vậy sử chép, Trần Liễu tức giận tụ tập nhiều người ở sông Cái nổi loạn. Trần Liễu ở ngoài cửa biển được 2 tuần, tự biết việc mình làm không thể thành công được. Nhân khi nhà vua ra chơi thuyền ở ngoài sông, Liễu giả dạng làm người đánh cá, lèn đi thuyền độc mộc đến thuyền nhà vua xin hàng. Nhà vua cùng Liễu đối diện nhau mà khóc. Thủ Độ nghe tin đến thẳng thuyền nhà vua, tuốt gươm quát lên rằng: "Giết thằng giặc là Liễu!" Nhà vua thấy thế vội vàng đẩy Trần Liễu ấn vào trong thuyền, rồi bảo Thủ Độ rằng: "Phụng Kiền Vương đến xin đầu hàng đấy." Miệng nói nhưng lấy mình che đỡ cho Trần Liễu. Thủ Độ giận lắm, vứt gươm xuống sông nói rằng: "Tao thật là con chó săn, biết đâu anh em mày hòa thuận với nhau hay trái ý nhau." Nhà vua đứng ra hòa giải, dụ dỗ Trần Liễu phải bãi binh, rồi lấy đất An Phụ, An Dưỡng, An Sinh và An Bang ban cho Liễu để thu lấy tô thuế làm bổng lộc. Lại nhân tên đất đã phong ấy cho Trần Liễu hiệu là An Sinh Vương. Còn những người theo Trần Liễu khởi loạn ở sông Cái đều bị giết. Như vậy có thể thấy Trần Thái Tông ngay khi ấy đã tìm cách hóa giải mối hiềm khích giữa hai anh em. Và không chỉ đảm bảo tính mạng phong đất cho anh trai Trần Liễu, Trần Thái Tông còn dùng hôn nhân để hòa giải mối oan tình sâu nặng giữa con cháu mình và con cháu của Trần Liễu. Năm 1258, Trần Hoàng tức Trần Thánh Tông, con trai của Trần Thái Tông và Thuận Thiên Công Chúa lên ngôi. Ngay sau khi lên ngôi, vào tháng 8 năm đó, Trần Thánh Tông lập Trần Thị làm hoàng hậu. Trần Thị là con gái An Sinh Vương Liễu. Nhà vua lấy làm vợ, phong là Thiên Cảm Phu Nhân, rồi lại sách lập làm hoàng hậu. Cần nhớ thời điểm đó, việc Thánh Tông lấy ai hay lập ai làm hoàng hậu đều do vua cha Trần Thái Tông chủ trì. Do Thái Tông rất muốn hàn gắn quan hệ giữa hai nhánh nhà Trần, nên muốn con trai mình lấy con gái của Trần Liễu. Như vậy thì người về sau lên ngôi kế thừa cơ nghiệp nhà Trần sẽ là hậu duệ của hai nhánh. Thời điểm được lập làm hoàng hậu, Thiên Cảm Phu Nhân hay Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Hậu đang mang thai, và cuối năm thì sinh hạ ra Trần Khâm, tức Trần Nhân Tông, người là cháu nội của Trần Thái Tông và là cháu ngoại của An Sinh Vương Trần Liễu. Đó mới chỉ là lớp 1 của việc thắt chặt hai nhánh nhà Trần. Năm 1274, ở tuổi 16, Trần Khâm được vua cha sách phong làm hoàng thái tử. Và tất nhiên quyết định quan trọng này phải được vua ông là Trần Thái Tông thông qua. Vì mãi đến năm 1277, Trần Thái Tông mới qua đời. Có lẽ Trần Thái Tông muốn tiếp tục thắt thêm lớp 2 mối giao hảo giữa hai nhà, nên định danh sớm cho Trần Nhân Tông. Sau khi Nhân Tông Trần Khâm được phong làm thái tử thì lập Bảo Thánh Phu Nhân làm thái tử phi. Bảo Thánh Phu Nhân chính là con gái của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn
và cháu nội của Trần Liễu. Như vậy thì mối liên kết giữa vua Trần và nhánh của chi Trần Liễu lại được cột thêm một mối thân tình nữa. Trần Thái Tông đã có dự định rõ ràng để cho không chỉ Trần Nhân Tông mà cả con của Trần Nhân Tông cũng là sự kết hợp của hai nhánh nhà Trần, để hậu duệ không còn bị tác động xấu từ mối oan tình giữa Thái Tông Trần Cảnh và An Sinh Vương Trần Liễu. Tâm nguyện hóa giải oan tình đó của Trần Thái Tông đã được nhấn mạnh thêm lần nữa trước khi qua đời. Tháng 10 năm 1276, khoảng 7 tháng trước khi Trần Thái Tông qua đời, thì cháu nội của ông là Trần Nhân Tông và Bảo Thánh Phu Nhân đã sinh ra Trần Thuyên, tức Trần Anh Tông. Để làm vui lòng Thái Thượng Hoàng, Trần Thánh Tông đã phong luôn cho Trần Anh Tông là Hoàng Thái Tôn. Như vậy, rất hiếm hoi trong lịch sử nước ta mà lúc đó định danh sẵn bốn vị vua quá khứ lẫn tương lai là Trần Thái Tông, tức Thái Thượng Hoàng, Trần Thánh Tông, tức vua, Trần Nhân Tông, tức Hoàng Thái Tử, Trần Anh Tông, tức Hoàng Thái Tôn. Và trong số đó thì Nhân Tông và Anh Tông mang trong mình cả dòng máu hai nhánh Thái Tông Trần Cảnh, Trần Liễu. Chuyện hôn nhân kết tình giữa hai nhánh vẫn chưa hết. Cuối năm 1292, Trần Nhân Tông phong Hoàng Thái Tôn Trần Thuyên làm Hoàng Thái Tử, khi ấy ông đã 16 tuổi. Ngay dịp đó, Nhân Tông chủ trì luôn chọn Bảo Thánh Phu Nhân để Anh Tông lập làm Thái Tử Phi. Bảo Thánh Phu Nhân là con gái của Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tản, tức cháu nội của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Như vậy có thể thấy, Nhân Tông đã hiếu dụng ý của ông nội Trần Thái Tông trong việc kiên định dùng hôn nhân để hóa giải oan tình giữa hai nhánh, và muốn vua của nhà Trần là sản phẩm kết hợp của cả hai nhánh. Chính vì vậy, Trần Nhân Tông dù có lúc rất không hài lòng với Trần Anh Tông vì hay uống rượu và định phế ngôi vua, nhưng sau khi nghĩ lại thì vẫn để người con đặc biệt này tiếp tục giữ ngôi. Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép: khi bấy giờ Thượng Hoàng từ Phủ Thiên Trường về kinh, các quan trong triều đều không ai biết cả. Nhà vua uống rượu sương bồ, say nằm ngủ, đánh thức mãi không dậy. Thượng Hoàng đi thong thả xem khắp các cung điện một hồi lâu. Lúc người hầu nội dâng cơm, Thượng Hoàng không thấy nhà vua, lấy làm lạ liền hỏi. Sau khi biết chuyện, Thượng Hoàng giận lắm, lập tức trở về Thiên Trường, hạ chiếu cho trăm quan đến ngày mai phải tề tập để nghe chỉ dụ. Đến quá trưa, nhà vua mới tỉnh dậy. Cung nhân đem việc đó tâu bày, nhà vua sợ quá đi bộ ra ngoài cửa cung. Khi đi qua chùa Tư Phúc, gặp người học trò là Đoàn Nhữ Hải, nhà vua ban hỏi. Nhữ Hải vội vàng cúi rạp xuống đất mà thưa là học trò đi học. Nhà vua cho theo vào cung bảo rằng: mới đây trẫm say rượu bị Thượng Hoàng hỏi tội, nay muốn dâng biểu tạ tội, nhà ngươi nên thảo giúp ta tờ biểu ấy. Nhữ Hải vâng lời thảo xong ngay. Nhà vua liền dùng chiếc thuyền nhỏ cho Nhữ Hải đi theo. Đêm đi đến Thiên Trường, sớm hôm sau sai Nhữ Hải đội tờ biểu dâng lên. Thượng Hoàng hỏi: người dâng biểu là người nào? Người hầu cận thưa rằng: đấy là người của quan gia sai dâng biểu tạ tội. Thượng Hoàng không nói gì cả. Trời gần tối, gió mưa kéo đến ầm ầm, Nhữ Hải vẫn quỳ yên không di chuyển. Thượng Hoàng bèn cho người lấy tờ biểu vào xem, thấy lời lẽ ý tứ trong tờ biểu thành khẩn thiết tha, mới cho triệu nhà vua vào dạy rằng: trẫm không còn có người con nào nữa để nối ngôi vua hay sao? Nay trẫm còn sống mà còn như thế, nếu sau này sẽ ra thế nào? Nhà vua cúi đầu tạ tội. Nếu không phải vì Trần Anh Tông là cháu ngoại của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, chắc ngoại của An Sinh Vương Trần Liễu, thì chưa chắc đã được Trần Nhân Tông dễ dàng tha thứ như vậy. Anh Tông cũng là một vị minh quân nhà Trần, chỉ tiếc là Bảo Thánh Phu Nhân không sinh ra hoàng nam nào để tiếp nối truyền thống vua Trần là người của hai nhánh Thái Tông Trần Cảnh Trần Liễu. Nhưng đến đời của Trần Anh Tông thì mối oan tình đó dường như đã hóa giải.
các vua Trần sau đều mang trong mình dòng máu nhánh Trần Liễu, nên có cái nhìn rất khoan dung với thời trước. Theo website Doanh nghiệp Việt Nam, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo.